Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 7, chương trình có những thông tin chính sau đây. Bàn phương án ứng phó với bão số 2. Hải Lăng diễn tập khu vực phòng thủ Huyền năm 2017. Tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 2. Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào chiều ngày 15 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 trong năm 2017 và có tên quốc tế là Talas. Hồi 8 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam Đông Nam đảo Hải Nam Trung Quốc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Trong các giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, duy trì cấp bão với gió mạnh nhất cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo đêm nay và rạng sáng mai, bão sẽ áp sát vùng biển và ảnh hưởng đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đề nghị các địa phương lưu ý đây là một cơn bão kèm theo lượng mưa lớn, cần đề phòng lũ ống, lũ quét cường độ mạnh như đợt mưa lũ vừa qua ở Bắc Bộ. Đối với các địa phương đang trong giai đoạn sản xuất vụ hè thu, cần đảm bảo an toàn diện tích lúa và chống ngập úng. Mọi công tác chuẩn bị về phòng tránh bão tại các địa phương phải được hoàn thành trước 17 giờ chiều hôm nay. Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão để có thông báo kịp thời, phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Các địa phương thực hiện phương châm 4 tại chỗ, kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn các hồ đập và quy trình xả lũ, cảnh báo người dân không đi vào vùng lũ quét và sạt lở đất. Huyện Hải Lăng là một trong hai huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Huyền năm 2017. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 7, Ban Chỉ đạo tổ chức diễn tập đã chọn một số nội dung mới nhằm kiểm nghiệm tính thực tiễn của các nghị định, thông tư mới ban hành để chỉ đạo diễn tập theo đúng quy định trên cơ sở tình hình thực tế địa phương. Tham dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Thường trực Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hải Lăng được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, diễn ra đúng kế hoạch, đặt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong đó, chú trọng đến nội dung xử lý tình huống khi địa phương diễn ra tình hình an ninh chính trị phức tạp và khi chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và từ thời bình sang thời chiến. Qua diễn tập thể hiện rõ cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan ban ngành đoàn thể làm tham mưu theo chức năng trong từng giai đoạn và tình huống cụ thể. Công tác chủ động phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị là khâu rất quan trọng để tạo sự đồng bộ, nhịp nhàng trong quá trình vừa chuẩn bị thiết bị thao trường, bài tập, vừa tổ chức huấn luyện để đạt được kết quả cao trong quá trình tổ chức thực hành diễn tập. Phần diễn tập thực binh xử lý tình huống về quân sự, an ninh đạt kết quả tốt. Các tình huống cơ bản về chống tập trung đông người, gây rối biểu tình, bạo loạn và bắt cóc con tin được các lực lượng tham gia đã đảm bảo đúng nguyên tắc, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ phù hợp tình hình thực tế. Công tác huy động vật chất, hậu cần tại chỗ đảm bảo quy định của chính phủ về trưng mua, trưng dùng tài sản của tổ chức cá nhân và huy động tối đa nguồn nhân vật lực tại chỗ trong nhân dân. Việc triển khai di chuyển, thiết lập an toàn khu căn cứ, đảm bảo trình tự bí mật an toàn. Đặc biệt, nội dung thực binh lực lượng vũ trang huyện phối hợp hiệp đồng với lực lượng của tỉnh tiến công đánh trả địch đổ bộ đường biển đã được lên phương án tác chiến chặt chẽ, triệt để lợi dụng và cải tạo địa hình, địa vật, bảo đảm phù hợp với hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ.
Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hải Lăng năm 2017 đã hoàn thành đúng kế hoạch. Kết quả diễn tập là đã nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và xây dựng khu vực phòng thủ. Nội dung thực binh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể hiện được ý định chiến thuật và cách đánh của ta, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện, qua đó đánh giá được chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Qua hơn 2 tháng nỗ lực chuẩn bị và sau 2 ngày đêm thực hành diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã tiến hành tổng kết, nghiêm túc đúc rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn trong thực tế. Cùng qua đợt diễn tập lần này, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Hải Lăng cũng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình diễn tập khu vực phòng thủ huyện lần này. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 6 phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Trị và Ủy ban Nhân dân xã Hải Phúc tổ chức lễ khởi công xây dựng cùng công trình chi tích lịch sử Trung đoàn 6. Dự lễ có các đồng chí Hoàng Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương. Cụm công trình di tích lịch sử Trung đoàn 6 được xây dựng tại địa bàn thôn Tà Lang, xã Hải Phúc, huyện Đắk Krông, gồm các công trình nhà lưu niệm, sân hành lễ, tượng điêu khắc hình tượng người chiến sĩ giải phóng quân và đồng bào các dân tộc tại chiến khu Ba Lòng, bia ghi danh tuổi trẻ, các cá nhân ủng hộ xây dựng chương trình và các hạng mục khác. Cụm công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào trước năm 2020. Toàn bộ chi phí xây dựng công trình này khoảng 7 tỷ đồng do các thế hệ cựu chiến binh Trung đoàn 6 cùng các tổ chức đoàn thể và các nhà hảo tâm đóng góp. Công trình này được xây dựng theo nguyện vọng của các cựu chiến binh Trung đoàn 6 cùng các ban ngành đoàn thể địa phương. Qua đó, nhằm tri ân sâu sắc công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Nhân dịp này, thông qua các nguồn quỹ phúc lợi xã hội, Trung đoàn 6 cùng các ban ngành đoàn thể trong tỉnh đã tặng 6 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho 6 gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo ở địa bàn các xã Hải Phúc, Ba Lòng, Triều Nguyên. Tặng 10 xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,3 triệu đồng và 10 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hải Phúc. Tỉnh đoàn Quảng Trị tặng 3 suất học bổng, mỗi suất 10 triệu đồng cho huyện đoàn Đắk Krông để góp thêm kinh phí giúp các em học sinh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện có thêm điều kiện bước vào năm học mới 2017-2018. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 tri ân là dịp cao điểm để Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm lo cho các gia đình chính sách với tất cả tinh thần và trách nhiệm của mình. Với các cấp hội phụ nữ tỉnh Quảng Trị, từ việc nhỏ đến việc lớn, công tác này cũng được thực hiện bằng tất cả lòng tôn kính, sự biết ơn để phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn sâu đậm của dân tộc ta. Giữa hẻo lánh vùng biên giới xa xôi, một căn nhà ấm áp và nghĩa tình được dựng lên cho mẹ Hồ Thị Mập. Mẹ là bệnh binh, chồng và con đều mất sớm và phải nuôi 2 cháu nhỏ. Đó là một trong số 269 căn nhà tình nghĩa với trị giá hơn 5 tỷ đồng mà các cấp hội phụ nữ tỉnh Quảng Trị vận động quyên góp hoặc trích từ quỹ hội, hội phí để xây dựng cho các gia đình chính sách. Được sự quan tâm của các cấp hội phụ nữ, tôi rất vui mừng có được căn nhà vững chãi, kín đáo hơn để ở. Chưa bấy lâu nay quá khó khăn, chỉ ở nhà tạm bợ thôi, mùa mưa thì ướt, mùa đông thì quá lạnh. Hoặc ở thôn Liêm Công Phường thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh. Hơn ai hết, mẹ Việt Nam anh hùng Lưu Thị Di chịu đựng mất mát lớn khi cả chồng và con đều hy sinh vì đất nước. Nhưng mẹ Di không cô đơn mà luôn có các chị em phụ nữ trong thôn đến sẻ chia, chăm sóc và giúp đỡ việc nhà. Đó là những hoạt động giàu ý nghĩa của chi hội phụ nữ thôn Liêm Công Phường khi nhận đỡ đầu các gia đình chính sách tại địa phương. Đến nay đã có tất cả 16 mẹ Việt Nam anh hùng ở tỉnh Quảng Trị được các cấp hội phụ nữ nhận phụng dưỡng, chăm sóc như vậy. Xuất phát từ tình cảm cũng là biết ơn mẹ là mẹ mẹ Việt Nam duy nhất của trong chi hội. Thứ hai nữa cũng là nằm trong cái kế hoạch và của cấp trên để đỡ đầu một bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thì chi hội cũng xuất phát từ vấn đề tình cảm và trách nhiệm nghĩa vụ. Thì cũng cố gắng làm hết sức mình trong khả năng có thể, hoặc là thường xuyên hỏi thăm, đồng viên mẹ trong đau ốm và có những công việc gì mà trong gia đình cần thì chi hội sẵn sàng giúp đỡ.
Trải qua hai cuộc chiến tranh với bao đau thương, mất mát, Quảng Trị có 2.442 bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 18.000 liệt sĩ, hơn 10.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, cùng hàng vạn gia đình có công với cách mạng. Vì thế, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về công tác đền ơn đáp nghĩa được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị xem là nhiệm vụ hàng đầu cần tập trung thực hiện. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Chúng tôi coi đây là một cái hoạt động thường xuyên của hội phụ nữ, không chỉ là tự ra trong một thời điểm, một dịp, mà là hoạt động thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Không nơi nào như tỉnh Quảng Trị, mỗi tấc đất đều in dấu những trang sử hào hùng, truyền thống giữ nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Quê hương, đất nước đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ và các gia đình chính sách. Cùng với nhân dân cả nước, sự tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và các gia đình chính sách của phụ nữ Quảng Trị mãi mãi là hành trang cho thế hệ phụ nữ ngày nay và mai sau tiếp bước, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua huyện đoàn Hải Lăng đã có nhiều hoạt động hướng về người dân vùng biển. Đặc biệt, trong thời gian xảy ra sự cố môi trường biển do công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra, huyện đoàn Hải Lăng đã hỗ trợ giúp đỡ các đoàn viên thanh niên ở các xã vùng biển khắc phục khó khăn, chuyển đổi sinh kế phù hợp và bước đầu đem lại hiệu quả. Tại xã Hải Khê, địa phương có số lượng tàu thuyền đến bắt lớn, vì vậy sự cố môi trường biển xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế của người dân. Đặc biệt, lao động tại địa phương phần lớn là thanh niên, chiếm gần 50%. Chính vì vậy, xã đoàn đã tích cực rà soát, thống kê các mô hình trang trại, gia trại làm ăn có hiệu quả để nhân rộng cho thanh niên trong toàn xã. Trong đó, mô hình nuôi cá lóc bằng bể xi măng và làm nghề nhôm kín của em Trương Thế En ở thôn Thâm Khê được đánh giá là mô hình hiệu quả và có thể nhân rộng. Trước đây thì nói chung làm phụ gia đình, phải làm mô hình nhỏ thôi. Nhưng mà sau này là phát triển, mình thấy là có thu nhập, cho nên mình phát triển rộng hơn. Phát triển nhiều hơn mà như mô hình hiện tại, trong một năm thu nhập được khoảng 100 mấy triệu. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp đoàn bằng các giải pháp việc làm cụ thể như giúp các thanh niên xây dựng các đề án phát triển kinh tế, tạo điều kiện về nguồn vốn, mở các lớp dạy nghề, tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động. Đến nay trên địa bàn hai xã vùng biển Hải An và Hải Khê đã có hàng chục mô hình trang trại, gia trại do thanh niên làm chủ, bước đầu cho thu nhập khá. Trong đó có 17 mô hình chuyển đổi sinh kế như mô hình nuôi dê, nuôi cá nước ngọt, nuôi lợn quy mô trên 30 con và một số thanh niên phát triển các ngành nghề khác. Ngoài ra, đã vận động được trên 20 thanh niên tham gia xuất khẩu lao động. Sau sự cố môi trường biển, thì chúng tôi cũng tập trung vận động đoàn viên thanh niên để chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm và cũng đã xuất hiện nhiều cái mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả. Hiện nay cũng đã tập trung chỉ đạo đoàn cơ sở nhân rộng các cái mô hình và tăng cường vận động đoàn viên thanh niên tham gia xuất khẩu lao động, đồng thời phối hợp với các ngành, các cấp để mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với địa phương. Thông qua các hoạt động của huyện đoàn cũng như các đoàn cơ sở đã góp phần không nhỏ cùng chính quyền các địa phương tháo gỡ khó khăn trước mắt, động viên nhân dân, mà nhất là những thanh niên trẻ có ý chí vươn lên để tìm hướng làm ăn mới. Điều này càng khẳng định thêm vị trí, vai trò xung kích của tuổi trẻ trong mọi phong trào tại địa phương. Tiếp tục chương trình với những tin vắn khác. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2017, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Triều Phong tại Hà Nội và Đoàn Hội Cựu Chiến binh Bệnh viện Trung ương 108 do Giáo sư, Tiến sĩ, Đại tá Vũ Bằng Đình Nguyên, Viện trưởng Bệnh viện Trung ương 108 làm trưởng đoàn, đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và trao quà cho nhân dân trên địa bàn huyện Triều Phong. Đoàn đã tiến hành khám, điện tim, siêu âm tổng quát, xét nghiệm máu, sinh hóa và cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân trên địa bàn huyện là thương binh, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với việc khám tư vấn, đoàn kết hợp tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết, chế độ dinh dưỡng cho người bị bệnh tăng huyết áp, an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhân dịp này, đoàn đã trao quà cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Hội chữ thập đỏ huyện Vĩnh Linh vừa phối hợp với Trung tâm truyền máu khu vực Huế và duyên hải miền Trung tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2017.
Đợt hiến máu nhân đạo lần này, huyện Vĩnh Linh đã huy động được sự tham gia của 300 tình nguyện viên trên địa bàn, hiến được 200 đơn vị máu. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện Vĩnh Linh đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân cũng như các địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể hưởng ứng và tham gia sôi nổi, trong đó có những người đã hiến máu nhiều lần. Huyện Hương Hóa phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đã tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo tiếng Lào ngắn hạn cho 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hương Hóa. Trong thời gian đào tạo 3 tháng, các học viên sẽ được giảng viên truyền đạt cách học tiếng Lào với các nội dung như giới thiệu mẫu từ tiếng Lào, kết viết các chữ cái, kết phát âm, ghép vần và đọc chữ Lào, học từ vựng, ngữ nghĩa theo chủ đề các bài khóa. Qua đó, giúp học viên hiểu rõ hơn về phong tục, tập quán, truyền thống, văn hóa của nước bạn Lào để thuận lợi trong giao tiếp và làm việc với người Lào. Đoàn Thanh niên Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tổ chức tình nguyện hè năm 2017. Tại các bản làng của xã Ba Thần, huyện Đắk Rông, đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng khu sân chơi tại trường tiểu học, trung học cơ sở Ba Thần, cắt tóc cho trẻ em nghèo, gây dựng vườn rau sạch trong các hộ gia đình, sửa chữa đường giao thông liên thôn, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn trong xã. Đây là hoạt động thường niên của đoàn thanh niên phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, góp phần giúp đồng bào ở vùng sâu vùng xa vượt qua những khó khăn trước mắt. Đồng thời thông qua hoạt động này để giáo dục nhận thức cho sinh viên về trách nhiệm xã hội. Thưa quý vị và các bạn, chủ trương tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững của Đảng và Nhà nước đề ra đã được triển khai quyết liệt trong những năm vừa qua. Quá trình thực hiện chủ trương này ở tỉnh Quảng Trị đạt được những kết quả tích cực nhưng cũng đang đặt ra những vấn đề cần phải quyết liệt thực hiện trong thời gian tới. Theo chương trình nghị sự kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7 sắp tới, đề án tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020 là một nội dung quan trọng của kỳ họp. Trong một sự kiện bình luận tuần này, chúng tôi cũng xin đề cập đến một số nội dung dự thảo đề án này. Mời quý vị và các bạn theo dõi qua phần trình bày của Như Quỳnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 339 ngày 19 tháng 2 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020. Năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định và chương trình hành động. Theo đó, đã thực hiện tổng thể tái cơ cấu kinh tế, gắn chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, và đến nay đã đạt được những kết quả đáng kể. Nhờ thực hiện chương trình hành động tái cơ cấu kinh tế mà môi trường kinh tế được duy trì ổn định, thuận lợi. Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như chỉ số giá, lãi suất cơ bản ổn định. Tái cơ cấu các ngành kinh tế đã đạt được một số thay đổi. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng. Cụ thể, tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp giảm từ 28,9% năm 2010 xuống 22,5% năm 2015. Tỷ trọng công nghiệp xây dựng tăng từ 35,5% năm 2010 lên 37,9% năm 2015 và tỷ trọng thương mại dịch vụ tăng từ 35,6% năm 2010 lên 39,6% năm 2015. Trong nội bộ, các khu vực kinh tế đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng theo hướng kinh tế thị trường hơn, từng bước đa dạng hóa đối tác, đa dạng hóa thị trường và đa dạng hóa sản phẩm. Đề án tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng là một vấn đề lớn, vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn. Thực hiện đề án này được xem như là một bước chuyển biến mới cho một giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhận định về mô hình phát triển kinh tế xã hội trong những năm qua, đề án cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh trong những năm qua còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đó là mô hình tăng trưởng về cơ bản vẫn theo mô hình cũ, chất lượng tăng trưởng thấp, môi trường đầu tư kinh doanh còn nhiều khó khăn, cơ cấu lại nông nghiệp chưa thực sự gắn với xây dựng nông thôn mới. Sản xuất nông nghiệp vẫn chủ yếu theo mô hình kinh tế hộ nhỏ lẻ, chưa có sự liên doanh, liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ, vân vân. Từ thực tiễn tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh trong thời gian qua,
nhất là những tồn tại hạn chế đã nêu trên, đang đặt ra yêu cầu là phải nhận thức đúng. Từ đó có kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các ngành kinh tế phù hợp với điều kiện của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong thời gian tới. Căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, mục tiêu của đề án tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020 là chuyển dần mô hình tăng trưởng dựa vào gia tăng số lượng sang tăng năng suất, chất lượng, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng hợp lý, phát triển bền vững, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi. Chúng ta thấy rằng đề án đang trong giai đoạn chuẩn bị. Các cơ quan chức năng, các địa phương, các doanh nghiệp đã có những chuyển động, chuyển hướng ngày càng phù hợp với những mục tiêu của tỉnh. Minh chứng đó là tình hình kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Để thực hiện tốt cái đề án tái cơ cấu kinh tế, ngoài các nội dung giải pháp đã nêu trong đề án, thì theo tôi, để mà hoàn thiện các nội dung trong đề án, thì cần bổ sung các nội dung giải pháp như sau. Cái thứ nhất là về cái định hướng tái cơ cấu ngành, thì cần bổ sung cái tái cơ cấu về thu chi ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư. Về tái cơ cấu vùng thì cần bổ sung vào các cái chỉ tiêu liên kết vùng giữa các cái tỉnh trong khu vực. Về tái cơ cấu doanh nghiệp thì cần bổ sung các cái nội dung giải pháp đã nêu tại các cái nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa 12 về tái cơ cấu doanh nghiệp tư nhân và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Nói tóm lại, để thực hiện tốt cái đề án tái cơ cấu kinh tế thì nhà nước cần đưa ra các cái chính sách, các cái biện pháp quản lý đột phá để là yếu tố đầu vào cho sản xuất xã hội nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng sản xuất từ nhu cầu thực tiễn, một lộ trình phải thực hiện trong tiến trình hội nhập và phát triển. Một mặt, đổi mới mô hình tăng trưởng để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tăng lợi thế cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mặt khác, đổi mới mô hình tăng trưởng giúp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, từ đó tác động lan tỏa sang các lĩnh vực khác. Ngày mai, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức hội nghị tham vấn về đề án tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020. Hy vọng tại hội nghị tham vấn này sẽ nhận được những ý kiến phản biện sâu sắc để nội dung đề án mang tính chiến lược phục vụ tiến trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Đến đây chúng tôi xin được khép lại mục sự kiện bình luận tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mục sự kiện và bình luận cũng đã kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.